đội trưởng bộ đội đặc chiến hoa quốc khương hạo danh hiệu thiên đế bị cao tần bán đứng trong một nhiệm vụ bị cao thủ nhiều nước phục kích sau khi toàn bộ địch nhân tương lai đánh chết cuối cùng bởi vì trọng lực bị thương kiệt mà chết linh hồn không cam lòng bị một lực lượng thần bí lôi kéo xuyên qua đến một cái lịch sử thời không vương triều đại hạ trọng sinh ở một cái gia cảnh bần hàn bị bắt nạt mà chết thiếu niên trên người từ nay về sau hắn mang theo sóng nương tựa lẫn nhau năm ấy sáu tuổi muội muội từ vi mạc trung quật khởi một đường chiến đến thế giới đỉnh chương một bắt đầu một gian nhà tranh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương hai mười ba hạt gạo bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương ba khương tiểu sự kinh hỉ nhỏ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Săn giết lợn rừng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chanh chua tam thẩm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tham lam vô sĩ tam thúc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đánh mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tâm tư ác độc đại bá toàn gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Cha, nương, ta muốn ăn nướng thịt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Có thể lấy ít bức khuôn mặt không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.